công ty ông Trịnh Văn Quyết và bà Nguyễn Phương Hằng nợ ngân hàng OCB. An Giang, mâu thuẫn trong lúc nhậu dùng đá mài dao đánh chết bạn. Dịch Covid-19 ở nước ta giảm cả 4 tiêu chí. Việt Nam sắp có thêm 4 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Lâm Đồng, dự báo khách đến Đà Lạt dịp 30 tháng 4 tăng mạnh. Cà Mau, công trình giao thông đè lên đường ống cấp nước sạch. Về Huế ăn bánh ép mù kiều. Bình Phước, vì bình yên của người dân. Chào mừng quý vị trở lại với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Mở đầu chương trình trưa nay 25 tháng 4 năm 2022, mời quý vị cùng Thu Huyền đến với thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội tại các tỉnh thành trong nước. Thưa quý vị, tại Đại hội Cổ đông Thường niên, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB đã trả lời chất vấn của các cổ đông nhiều vấn đề. Trong đó có vấn đề nóng liên quan đến các khoản nợ của hai khách hàng đang bị cơ quan điều tra tạm giam là ông Trịnh Văn Quyết, tập đoàn FLC và bà Nguyễn Thị Phương Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, thông tin từ báo Người Lao Động. Ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc OCB cho biết, trước, trong và sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt thì có nhiều thông tin liên quan. Đây là việc cá nhân, nhưng rõ ràng là có rủi ro ít nhiều đến các ngân hàng khác cũng như OCB. Tuy nhiên, để phát triển thị trường bán lẻ thì dù có kiểm soát tín dụng bất động sản nhưng không phải không cho vay. Cũng như các khách hàng khác như Khang Điền, Nam Long, Sơn Kim Len, OCB cũng xem xét cho FLC vay. Trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, FLC không có lịch sử nợ xấu, luôn trả lãi và gốc đúng hạn và chưa bao giờ bị chuyển nhóm nợ. Hơn nữa, FLC có rất nhiều dự án tiềm năng đang triển khai nên OCB vẫn cho vay với khoảng 1.500 tỷ đồng. Chủ yếu là tại hai dự án mà FLC đang triển khai với pháp lý đầy đủ, ở hai dự án là Hà Khánh 1 và Hà Khánh 2. Hiện tại, hai dự án này vẫn đang tiếp tục triển khai. Khi cho vay, OCB dựa trên dự án cụ thể có đầy đủ pháp lý và làm rất chặt chẽ, đúng chuẩn và số tài sản bất động sản đảm bảo có trên 2.000 tỷ đồng. Các tài sản đất đai mà OCB nhận là có sổ, không phải tài sản hình thành trong tương lai. Việc giải ngân cũng kiểm soát chặt chẽ. Ví dụ, có một dự án của FLC có tổng hạn mức cho vay dự án là 400 tỷ đồng, nhưng OCB chỉ giải ngân theo tiến độ, khối lượng hình thành và hiện chỉ giải ngân là 280 tỷ đồng. Việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt là sự rủi ro lớn trước hết cho FLC, cho các đối tác và ngân hàng. Vì vậy mà OCB đã tăng kiểm soát dòng tiền, đảm bảo nguồn thu được nợ cho ngân hàng. Trên dư nợ 1.500 tỷ đồng cho vay của tập đoàn FLC thì số tiền mà đang bán cho khách và đang thu tiền về là khoảng 2.400 tỷ đồng nên đủ nguồn thu để khả năng trả nợ chứ chưa nói đến tài sản bất động sản đang thế chấp. Còn với khoản vay của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam thì ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng cũng đã đứng ra xử lý nợ. Dự án OCB cho vay là sản xuất găng tay xuất khẩu đi Mỹ, hiện ông Dũng đã xử lý khoản nợ 450 tỷ đồng. Được biết, ông Dũng cũng đang thực hiện bán các tài sản khác để trong 2 tháng tới, Đại Nam thu 2.500 tỷ đồng trả nợ cho các khách hàng khác. Tài sản Đại Nam thế chấp là bất động sản có sổ đỏ. Năm 2021, tổng tài sản OCB đạt 184,5 ngàn tỷ đồng, tăng 21%, dư nợ tín dụng thị trường 1 tăng 15%, đạt 103,6 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 25%, đạt 5.519 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 21.805 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 13.699 tỷ đồng, OCB chia cổ tức 25%. Quý 1 năm 2022, tổng tài sản OCB tăng 2%, dư nợ tăng 6%, lợi nhuận trước thuế 1.115 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thay đổi về chính sách trích lập dự phòng rủi ro, OCB đã trích bổ sung dự phòng phân nhóm nợ theo Trung tâm Thông tin Tín dụng trong báo cáo tài chính quý 1 nên lợi nhuận đạt 836 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người do mâu thuẫn trong lúc nhậu xảy ra tại khu vực ấp Phú An, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, thông tin từ Đài truyền hình An Giang. Buổi thực nghiệm điều tra đã mô tả lại chi tiết toàn bộ hành vi giết người của bị can Vi Văn Khanh, sinh năm 1968, tạm trú ấp Phú An, xã An Hòa, huyện Châu Thành. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều tối ngày 26 tháng 2 năm 2022, Vi Văn Khanh mời ông BVH, sinh năm 1972, thường trú ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, là nhà Khanh để nhậu. Trong lúc nhậu, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Ông H dùng đũa đâm vào trán Khanh, sau đó Khanh ôm ông H và cả hai giật với nhau. Khi đến khu vực sàn nước, Khanh lấy cục đá mài dao đánh liên tục vào đầu và mặt ông H gây tử vong. Sau đó Khanh đi vào trong nhà ngủ.
Đến sáng ngày 27 tháng 2, Khanh thức dậy kéo thi thể ông H ra giường nhà sau. Lúc này người dân trong xóm phát hiện nên đã báo tin cho người thân của ông H hay, đồng thời trình báo cơ quan công an. Vì Văn Khanh đã bị bắt giữ ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho lệnh tạm giam đối với Vi Văn Khanh về tội giết người. Qua buổi thực nghiệm điều tra là bằng chứng để các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đánh giá, củng cố các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý vụ án. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát. Trên phạm vi cả nước, có nhiều diễn biến tích cực, có xu hướng giảm mạnh 4 tiêu chí trong 30 ngày qua, gồm số ca cộng đồng giảm 56,5%, ca tử vong giảm 60,5%, ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 44,9%, ca nặng nguy kịch giảm 38,6%, thông tin từ Đài truyền hình Cà Mau. Hiện nay, số ca mắc chỉ còn dưới 15.000 ca mắc mới trong ngày, tương đương thời điểm tuần cuối tháng 11 năm 2021 là lúc biến thể Omicron chưa xâm nhập và lây lan rộng ở nước ta. Số ca tử vong cả nước chỉ còn trên dưới 10 ca tử vong ghi nhận mỗi ngày, thấp nhất từ tháng 7 năm 2021 đến nay. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới, không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án, đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Việt Nam sắp có thêm 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Trong số này có 2 triệu liều vaccine Moderna do Hà Lan hỗ trợ và 2 triệu liều vaccine Pfizer do Pháp hỗ trợ. Thông tin từ Đài truyền hình Cà Mau. Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đang chủ động tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ vaccine khác từ các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước để sớm có cam kết tài trợ khoảng 8 đến 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đáp ứng đủ nhu cầu tiêm chủng 2 liều cơ bản cho tất cả trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi của Việt Nam. Thưa quý vị, trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, trùng với thời điểm Lâm Đồng tổ chức tuần lễ du lịch vàng 2022 với nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn, do đó dự báo thu hút hơn 180.000 lượt khách, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, thông tin từ Đài truyền hình Lâm Đồng. Ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Đà Lạt cho biết, cùng với chuỗi hoạt động hấp dẫn thuộc sự kiện tuần lễ du lịch vàng Lâm Đồng 2022 với chủ đề Đà Lạt thiên đường nghỉ dưỡng, được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4, thành phố Đà Lạt dự kiến đón hơn 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, trong đó khách lưu trú là 130.000 lượt, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt, vân vân, dự kiến tăng khoảng 135% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố Đà Lạt hiện có 35.000 phòng khách sạn và homestay. Các khách sạn từ 3 sao trở lên dự kiến sẽ đầy khách trong khoảng một tuần tới. Đà Lạt hiện có hơn 2.230 cơ sở lưu trú với trên 29.000 phòng ngủ, 46.600 giường, có thể đón tiếp khoảng 50.000 du khách cùng lúc. Và những dịp lễ Tết, trung bình các khách sạn tại Đà Lạt đều đạt 90% công suất. Hiện một số khách sạn có gắn sao ở thành phố Đà Lạt đã báo hết phòng, nên du khách hãy đặt phòng sớm để có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu tham quan và nghỉ dưỡng trong những ngày lễ tới. Theo dự báo, số lượng khách du lịch đến Bình Thuận trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 để tham quan nghỉ dưỡng sẽ rất đông. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức du lịch tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tại các bãi tắm biển, hồ bơi và các hoạt động thể thao, các hoạt động giải trí trên biển, thông tin từ Đài truyền hình Bình Thuận. Theo đó, các đơn vị quản lý nhà nước kiểm tra nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời các cơ sở kinh doanh du lịch thể thao biển trong việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Cơ sở kinh doanh du lịch thể thao biển, ban quản lý khu điểm du lịch tại các địa phương có kế hoạch phương án trực cứu hộ cứu đuối, đảm bảo có bản cảnh báo, phao tiêu, cờ hiệu, bản nội quy quy định các điều kiện đối với khách du lịch khi tham gia tắm biển. Khi có thời tiết xấu xảy ra phải cảnh báo ngay cho du khách biết để tạm ngừng việc tắm biển, tạm dừng hoạt động thể thao trên biển. Đối với những điểm và khu vực thường xuyên xảy ra đuối nước, cần phải có biển cảnh báo, tiến hành khoanh vùng an toàn, vùng nguy hiểm, vùng cấm tắm biển tại các bãi tắm để người dân và du khách được biết. Thời gian qua, dưới sự quan tâm đầu tư, nhiều công trình nước sạch tại địa bàn nông thôn đi vào hoạt động, phục vụ cho người dân ở địa bàn. Tuy nhiên, có một thực tế là việc quy hoạch chồng chéo đang ảnh hưởng tới hoạt động của các tuyến đường ống, trong khi sự phối hợp của nhiều địa phương và cơ quan quản lý là trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chưa chặt chẽ. Thông tin từ Đài truyền hình Cà Mau.
Khoảng 1.000 mét ống dẫn nước nằm giữa lộ bê tông do địa phương không bố trí sắp xếp được phương án di dời là thực trạng hiện nay tại xã Khánh An, huyện U Minh. Được biết trước đây tuyến ống nằm cặp lộ, nhưng khi mở rộng lộ giới, những công trình ngang khu vực chợ rất khó lắp đặt một hệ thống đường ống mới vì ảnh hưởng đến phần đất nhà dân hai bên. Ngoài ra, thời gian qua, ống nước bị hư hỏng do xe của công trình cán phải. Thì phát hiện hết nước chứ không có miếng nước nào hết trơn á. Rồi tôi mới nói chạy ra kêu thằng này nè, thằng này nó chạy ra, chạy thì hai cô cháu đào lên thì bể thiệt. Bể ống xì ra lần lỗ luôn mà. Thì cái xe cái lăn hai cái bánh bự đó, nó lăn nó cán cho cát nó bằng nhau đó. Thành ra nó bể mà nó không hay nữa. Tôi coi chỉnh chút xíu là thiệt, nước mà tôi bỏ mà mở không cái ra tôi đã làng rồi. Không có nước, họ chết liền. Công trình mở rộng tuyến lộ tại chợ Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời từ 1,5 đến 3,5 mét được thi công trong khoảng một tháng nay. Phần mặt bằng cơ bản hoàn thành và bên dưới tuyến lộ này có cả đường ống nước trên tuyến khoảng 700 mét, cấp nước cho 79 hộ bị chôn lấp. Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Trung tâm đang quản lý 23 công trình cấp nước tập trung. Trong đó có 4 công trình bị ảnh hưởng do mở rộng lộ giao thông nông thôn ảnh hưởng đến tuyến ống. Đầu tư các cái công trình cấp nước tập trung đó, thì chúng tôi luôn có cái sự phối hợp với địa phương là ủy ban nhân dân cấp xã, đề nghị họ cung cấp cái quy hoạch hoặc là hướng dẫn tuyến ống đi ở khu dân cư nào, rồi là cách mép lộ đi bao cách mép lộ bao xa để mà tránh cái tình trạng là quy hoạch mở rộng lộ hoặc là làm lộ nó bị ảnh hưởng tuyến ống. Tuy nhiên là vấn đề này thì trong thời gian qua cái quy hoạch nó chưa được chặt chẽ. Có một số công trình làm thi công đường ống năm trước thì năm sau mở rộng lộ nó bị vướng. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển hạ tầng nông thôn, việc nâng cấp lộ giao thông là rất cần thiết. Tuy nhiên trong quá trình đó, nhiều công trình lại làm hư hỏng hoặc chôn lấp đường ống dẫn nước, làm thiệt hại tài sản nhà nước. Đồng thời gặp khó khăn khi khắc phục nếu đường ống bể, làm thất thoát nước, ảnh hưởng tới đời sống người dân. Nhiều trường hợp không thể phá lộ để khắc phục sự cố mà phải di dời, lắp tuyến ống mới ra bên ngoài, tốn nguồn kinh phí lớn. Trong thời gian vừa qua thì gần như là ở khu vực nào mà mở rộng lộ giao thông mà có công trình cấp nước tập trung thì nó đều phải vướng. Mà hiện giờ thì chưa có giải pháp khắc phục. Mà theo tôi nghĩ tới đây, công trình cấp nước tập trung thì địa phương nên có một cái hướng dẫn cụ thể trước khi xây dựng công trình để tránh cái tình trạng mà quy hoạch sau nó trùng lấy cái quy hoạch trước, là để mà hạn chế cái hư hỏng cũng như tốn kém kinh phí ngân sách nhà nước. Công văn số 24 về việc phối hợp quản lý bảo vệ công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn gửi đến các địa phương có yêu cầu khi lắp dự án mới, mở rộng lộ giao thông thì chủ dự án phải đưa vào chi phí hỗ trợ di dời tuyến đường ống dẫn nước và đồng hồ nước. Trường hợp không có nguồn kinh phí thì phải thông báo bằng văn bản cho trung tâm trước 3 tháng để đơn vị lập hồ sơ và xin chủ trương di dời. Thực tế như chúng tôi ghi nhận trên đây, rất cần sự phối hợp linh hoạt hiệu quả hơn giữa các bên để việc cấp nước được đảm bảo, không còn lãng phí khi công trình giao thông lại đè lên ống nước. Thưa quý vị, nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 2022 trên địa bàn, tỉnh An Giang đã đề nghị các đơn vị chức năng và ban an toàn giao thông các huyện, thị, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Thông tin đến từ Đài truyền hình An Giang. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung tuyên truyền luật phòng chống tác hại rượu bia, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, tắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Quy động tối đa phương tiện và lực lượng cảnh sát duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt vi phạm về nồng độ cồn, kiểm tra và xử phạt đối tượng lái xe khách dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người quy định,
Các phương tiện không trang bị hoặc thiếu dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện thủy không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Các nguyên liệu thịt heo, bột lọc, trứng gà, hành lá đã làm nên món bánh ép ngon nổi tiếng mà mỗi du khách đến Huế đều muốn thử một lần. Thông tin đến từ báo Người Lao Động. Tại trung tâm thành phố Huế có khá nhiều quán bánh ép phục vụ người dân và du khách. Nhưng để thưởng thức đúng chất hương vị món ăn này, thì nhiều thực khách sành ăn đã tìm về miệt biển phường Thuận An, thành phố Huế, tới quán bánh ép Mù Kiều ở đường Lê Sĩ. Ngôi nhà cấp 4 nằm sát đường, không bảng hiệu nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách. Bà Trần Thị Kiều, chủ quán, ngoài 50 tuổi, thường được khách gọi tên là Mù Kiều bởi tính cách sởi lởi, dễ gần của bà. Không gian quán nhỏ nên bà Kiều bố trí 6 lò ép bánh ngay cạnh các bàn ăn của khách. Thực khách vừa được chứng kiến các công đoạn ép bánh, vừa thưởng thức món bánh nóng hổi thơm ngon vừa ra lò. Nguyên liệu để làm bánh ép gồm bột lọc được nhồi sẵn, vắt thành từng viên bằng trái chôm chôm. Thịt heo thái nhỏ, tẩm ướp cho thấm gia vị rồi đính sẵn lên trên bột lọc. Mỗi đầu bếp phụ trách 3 lò, ngồi liên tục 6 giờ. Khi khuôn nóng, đầu bếp lấy từng viên bột lọc bỏ vào khuôn, dùng sức ép mạnh để bánh dẹt ra. Tiếng thịt mỡ được ép chảy kêu xèo xèo cộng với mùi thơm nức mũi khiến thực khách không khỏi sốt ruột muốn ăn ngay. Khuôn liên tục trở đều để bánh chín cả hai mặt. Khi bánh chín tới, đầu bếp múc một muỗng trứng đã đánh loãng đổ vào, rải thêm lớp hành lá rồi đậy khuôn lại trong khoảng 5 đến 10 giây rồi gấp bánh ra đĩa. Bánh ép có độ dẻo dai của bột lọc, thơm mùi trứng và có vị béo ngậy của thịt. Khi ăn, thực khách lấy bánh trải ra đĩa, bỏ thêm rau răm, dưa chuột, cà rốt, đu đủ bào sợi rồi cuộn lại chấm với nước mắm ăn rất ngon. Để món ăn thêm đậm đà, nhiều bạn trẻ còn gọi kèm món tré Huế. Món nước mắm của quán Mù Kiều tự tay bà chủ chân cất và chế nên rất ngon, thơm mùi tỏi ớt, có vị mặn, chua ngọt vừa phải. Bà Kiều cho biết mình không phải là người đầu tiên làm nghề ép bánh ở Thuận An nhưng cũng đã có gần 20 năm với nghề. Giờ đây, quán bánh ép Mù Kiều đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ mê ăn vặt. Bánh ép Mù Kiều còn vượt cả biên giới, gửi sang tận Mỹ, châu Âu, làm quà cho những cô nàng gốc Việt qua đó định cư. Được thành lập cách đây 1.5 năm, đội SOS 173 Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ rất nhiều trường hợp gặp tai nạn hay xe bị hư hỏng về đêm tại thành phố Đồng Xoài và các vùng lân cận. Chỉ cần có người gọi là lập tức lên đường, nên dường như chưa có đêm nào các thành viên trong đội được nghỉ ngơi. Những việc làm của họ đang góp phần vào việc bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh người Bình Phước nghĩa tình, văn minh, thông tin từ đài truyền hình Bình Phước. Công việc của đội hàng đêm anh em tập trung lại một chỗ và bắt đầu đi là xuất phát từ 21:30 cho đến 2 giờ sáng. Thì trong cái khoảng thời gian đó là sẽ hỗ trợ những cái các vấn đề như là xe lũng bánh, hết xăng hoặc là các vấn đề về tai nạn giao thông. Hoặc là những người xe sỉ mà nằm ngoài đường không có biết đường về nhà. Khoảng thời gian mà từ 21:30 cho đến 2 giờ sáng có những cái trường hợp như là lũng bánh, hết xăng và tai nạn là 3 trường hợp đó xảy ra thường xuyên. Và một đêm thì có rất là nhiều, có thể từ 3 đến 5 ca, có thể là hơn 5 ca. Tất cả các anh em đều mỗi người một công việc, chăm sóc bản thân mình và gia đình về rất là nhiều công việc khác nhau. Thì về đêm thì mấy anh em tập trung lại là bắt đầu đi hỗ trợ cho người dân. Dạ đúng rồi, nó bị lũ ở đằng nào ạ? Tuyến DT741 nó rất là dài anh ơi. Lúc trước thì tôi đi làm về cũng gặp nhiều trường hợp người lớn tuổi đi ngoài cũng hết xăng, lũng bánh mà đoạn đường rất là xa. Thấy những cái hoàn cảnh đó, tôi quyết định thành lập biệt đội SOS173 Đồng Xoài. Hàng tháng thì quy định của đội là đưa ra là một người sẽ đóng quỹ 200.000 để duy trì hoạt động của đội. Và hầu như cũng là chỉ có kinh phí anh em tự bỏ tiền túi ra hết. Lúc trước thì gia đình của tôi thì cũng biết, thì cũng có can ngăn tại công việc vì đi đêm rất nguy hiểm. Nhưng mà sau cái quá trình mà theo dõi tôi và các anh em làm á, thì đã ủng hộ. Kỷ niệm nhớ nhất là về cái vấn đề mà cứu người bị tai nạn. Là lúc đó anh em đi trên đường khúc đó rất là vắng, thì anh em gọi làm pin qua thì thấy người đó say xỉn, té, nằm ở đó bất động mà không, hầu như là không ai biết hết. Nếu mà hôm đêm đó mà anh em không đi qua tuyến đường đó, không phát hiện ra thì có thể người đó nguy hiểm đến tính mạng, tại vì máu ra rất là nhiều rồi. Các bạn ấy làm việc rất là bài bản,
trong quá trình ban đêm khi xảy ra các vụ việc tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, các bạn ấy có mặt rất sớm, kịp thời sơ cứu, cấp cứu người bị nạn, kịp thời làm giảm thiệt hại về người khi xảy ra vụ việc. Ngoài ra, các bạn còn giúp chúng tôi bảo vệ hiện trường, hướng dẫn các phương tiện qua lại rất bài bản, góp phần tích cực đến an ninh trật tự khu vực xảy ra tai nạn giao thông. Tôi tham gia vào đội SOS cũng tầm 3 tháng rồi. Tôi thấy đội cũng hữu ích, giúp được người dân vào lúc ban đêm. Thấy người dân vui thì mình cũng vui. Mình còn trẻ, mình không có của thì mình góp công. Dạ alo, cho hỏi mã số này của chú nhận bảo vệ dân phố khu phố 1 đúng không ạ? Chú biết nhà chú có thể hỗ trợ giùm con để con đưa cho ảnh về nhà không? Ảnh sẽ nó nằm ngoài đường nên chú ơi. Trong cái cơ thể của người sẽ đã có nồng độ rồi, thì nằm ở ngoài thì sẽ có nguy hiểm, gió dẫn đến đột quỵ, rất nguy hiểm đến tính mạng. Mong muốn của sắp tới của anh em đội là sẽ được đi học và số khóa huấn luyện như về sơ cứu cấp cứu và về an toàn giao thông và các vấn đề về nghiệp vụ để có thể tự bảo vệ cho mình và có thể bảo vệ cho người dân. Mục tiêu của tôi và các anh em đến thời gian tới là chỉ mong cái điều này sẽ lan tỏa được đến các bạn trẻ khác trong và ngoài tỉnh cùng nhau chung tay để xây dựng một tỉnh nhà tươi đẹp hơn. Quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình được hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok của MCV Network hoặc các đơn vị báo đài liên quan và sử ứng dụng Netlove. Thu Huyền xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.